Ngày 9 tháng 5, Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn tổ chức lễ trao quyết định 3 cán bộ thuộc diện quản lý. Đồng chí Cao Quang Liêm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Tri Tôn đã đến dự. Cụ thể, trao quyết định điều động bà Lưu Thị Mỹ Linh, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện, đến công tác tại Đảng ủy xã Lương Phi, chỉ định tham gia Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Lương Phi nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lương Phi nhiệm kỳ 2021-2026. Quyết định tiếp nhận bà Trần Thị Mai Phương, quyền ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tri Tôn về phòng văn hóa thông tin huyện Tri Tôn và bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng phòng, chỉ định giữ chức Bí thư chi bộ phòng văn hóa thông tin nhiệm kỳ 2020-2025. Chuyển công tác ông Giao Xóp Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lương Phi đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tri Tôn để thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tri Tôn nhiệm kỳ 2019-2024. Phát biểu chúc mừng các đồng chí vừa được điều động bổ nhiệm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm mong các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, bắt tay ngay vào công việc, có nhiều giải pháp mới cùng tập thể đơn vị địa phương hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội chi đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, thực hiện công tác tham mưu tốt với cấp ủy chính quyền trên các lĩnh vực công tác và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.